Buổi huấn luyện thực hành cứu hộ cứu nạn trên sông của tiểu đoàn 5, trung đoàn vận tải 657. Những quy tắc đảm bảo an toàn là yếu tố quan trọng hàng đầu được cán bộ tiểu đoàn quán triệt đến từng thành viên của kíp tàu. Các phương án tìm kiếm cứu nạn, xác định tình hình thực tế trên sông, trên biển, cách sơ cấp cứu cho các nạn nhân cũng được huấn luyện thuần thục cho mọi thành viên. Trong các cái buổi huấn luyện hàng tuần đơn trên tàu chú trọng vào công tác huấn luyện với yếu lĩnh động tác, bản lĩnh của bộ đội, thực hành thành thục các cái thao tác cứu hộ, sơ cấp cứu nạn nhân trên biển, trên sông và đưa vận chuyển thương binh rồi nạn nhân về tuyến sau để tiếp tục điều trị. Thực hiện nhiệm vụ ngành vận tải quân sự với các mặt hàng đặc biệt, nên ngoài những yêu cầu chung của ngành vận tải, các lái xe của trung đoàn 657 còn phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định chỉ lệnh về vận chuyển, đảm bảo an toàn và bí mật. Để làm tốt được điều này, công tác ba kiểm trước, trong và sau khi lái xe là yếu tố quan trọng được đơn vị đặt lên hàng đầu. Trước khi đi công tác, tôi luôn kiểm tra phương tiện kỹ càng để đảm bảo cho một chuyến công tác an toàn. Khi đi công tác trên đường, tôi luôn chấp hành nghiêm luật giao thông, không phóng nhanh, vượt ẩu, vượt đèn đỏ, đi đúng tốc độ và duy trì đúng tốc độ khi đi theo đoàn. Vượt qua những con sóng hay trên những cung đường, những chuyến hàng chuyển quân trang bị khí tài của Trung đoàn Vận tải 657 đang ngày đêm đến các đơn vị của quân khu 7, cũng như các đảo Phú Quý, Côn Đảo. Với quyết tâm thi đua, những người lính vận tải Trung đoàn 657 đã hoàn thành hàng ngàn chuyến vận chuyển cùng hàng triệu tấn vật chất. 12 năm liên tiếp, đơn vị đảm bảo an toàn tuyệt đối trên các tuyến đường vận tải. Đơn vị thì thường xuyên quán triệt giáo dục cho bộ đội về nhiệm vụ trách nhiệm của người lái xe trong quân đội và thường xuyên huấn luyện cho bộ đội về luật giao thông đường bộ, luật giao thông đường thủy. Kiên cường bám xe, bám tàu, bám tuyến để đưa hàng tới đích. Phương châm này đã và đang được những người lính Trung đoàn Vận tải 657 vận dụng hiệu quả, đưa hàng tới đích an toàn, đúng hẹn. Kết quả này cũng giúp Trung đoàn 657 là điểm sáng của ngành vận tải toàn quân về đảm bảo an toàn giao thông.